video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái màn hình điện thoại di động hoặc là máy tính bảng nó bị đốm nha các bạn. Ngày nay cái điện thoại smartphone với cái máy tính bảng á, sử dụng là rất phổ biến nha các bạn. Thì các bạn ở nhà xài cái rất nhiều loại như cái máy tính bảng của Samsung nè, hoặc là mấy cái điện thoại smartphone đó, nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng mà trong một thời gian các bạn sử dụng á, nó xuất hiện một cái đốm trên màn hình. Ở đây mình sẽ có một cái con máy iPhone nha các bạn. Đây là một con máy iPhone nó bị đốm màn hình nha các bạn. Các bạn nhìn nè, các bạn để ý nghiêng các bạn. Các bạn thấy không? Nó có vệt đốm vô, đốm màu xanh xanh rồi. Hay vị trí này nè các bạn. Bình thường là nó màu trắng hết nha các bạn. Mà các bạn nhìn thấy bên trong á. Cho mình quay bằng cái điện thoại các bạn, nó hơi mờ á. Các bạn không để ý thấy, nhìn thấy nha. Các bạn nhìn nghiêng các bạn. Các bạn để ý nhìn thấy nha. Tự nhiên trên cái màn hình của mình đó, nó có một đốm màu xanh xanh nha các bạn. Cái này có nhiều bạn lầm tưởng á, đây là cái lỗi là do màn hình. Nó có đốm đúng cái này các bạn. Ở đây mình sẽ loại trừ cái nguyên nhân mà do màn hình. Thì trong quá trình sử dụng á, cái thở màn hình nó bị hư nha các bạn, nên nó xuất hiện đốm. Còn trường hợp thứ hai á, là các quay cho trong quá trình mà các bạn đi sử dụng á, cái màn hình nó bị bở, các bạn đi ép kính về, sau khi quá trình ép kính á thì các bạn xuất hiện, nhìn thấy xuất hiện cái đốm nè, cái đốm trên màn hình nè, đốm màu xanh xanh nha các bạn, là các bạn lầm tưởng á, là cũng bị lỗi mà lỗi màn hình, nhưng mà thực chất á, là nó bị lỗi ép kính. Thì các bạn chỉ cần ra cái chỗ mà người ta ép kính á, người ta tháo ra, người ta làm lại nha các bạn, do keo nó dính, nó ép, nó ảnh hưởng đến cái màn hình á. Cái này không phải là bị lỗi màn hình nha các bạn. Một nguyên nhân nữa là do pin phù nha các bạn. Pin phù nó sẽ gây ra cái hiện tượng đốm màn hình chỗ này nè, màu xanh xanh nha các bạn để ý nha. Quan sát kỹ cho mình nha. Tại vì nó bị, khi bị pin phù á, nó cấn, nó sẽ ép lên màn hình, cái bộ màn hình cảm ứng á, là nó sẽ gây ra hiện tượng đốm màn hình nha các bạn. Nếu mà các bạn không xử lý được cái trường hợp pin phù này á, là các bạn để cho nó càng ngày càng phù lên các bạn, là nhiều khả năng á, nó làm hư màn hình luôn nha các bạn. Nên những cái trường hợp này á, các bạn sau trong quá trình mà sử dụng á, các bạn để ý thấy mà nó chưa bị đốm rồi các bạn cứ mở ra kiểm tra cho mình nha. Coi thứ nhất là kiểm tra cái pin cho mình coi nó bị phù bên trong không nha các bạn. Cái trường hợp pin phù này rất nhiều nha các bạn. Nhất là cái dòng iPhone nè, Samsung nè, smartphone bình thường á, là nó hay bây giờ là cái hiện tượng là pin phù á, nó làm cứng cái màn hình cảm ứng á, là diễn ra rất thường xuyên nha các bạn. Nếu các bạn xử lý triệt để cho mình nha. Nè các bạn thấy một cái đốm nè, xuất hiện một cái đốm nha. Các bạn nghiêng các bạn mới nhìn thấy nha. Rồi ở đây mình sẽ tắt nguồn đi nha các bạn. Cái này một cây này, cây iPhone 4S nha các bạn. Rồi để mở cái máy này ra, các bạn lấy cho mình cái vít sao nha. Các bạn mở hai ốc đuôi cho mình nha. Phía dưới này có hai ốc ha. Ở nhà các bạn tự kiểm tra rồi tự thay mua pin về thay ở nhà cũng được nha các bạn. Cái này không có gì phải đem ra tiệm nha, cái này rất dễ nha. Rồi sau khi các bạn gỡ ra hai con ốc á, hai ốc đuôi chỗ này nè, rồi các bạn đẩy lên cho mình nha, trượt lên là cái nắp pin nó ra rồi nha các bạn, nắp lưng nè. Tại vì ở đây á các bạn, nó thiết kế mấy cái nghèm ha. Cái nhàm này có mấy cái khe rảnh nè các bạn. Nó ăn khớp với mấy cái nhàm trên trong cái thân máy nè các bạn. Cái sườn ha. Rồi các bạn để ý không? Đây nè các bạn. Hình dáng cái cục pin phù nha các bạn. Cái pin này nó phù các bạn, nó sẽ đội lên. Nó đội lên làm nhanh hơn là cái màn hình nó có đốm luôn nha các bạn. Sau khi các bạn mà mở cái nắp lưng ra thì cái áp lực mà của cái cục pin này nó ép lên cái màn hình nó sẽ không còn nha các bạn. Là các bạn kiểm tra lại cho mình đó, là cái màn hình bên lúc này á sẽ không còn bị đốm nữa nha các bạn.
mà các bạn mở ra kiểm tra. Các bạn thấy không? Cái vết đốm nó không còn nữa nha các bạn. Nó không bị đóng màn hình. Thì những cái trường hợp này á, là các bạn chỉ cần thay cục pin mới cho mình nha. Những cái bạn nào mà không biết gì á, các bạn cũng có thể ra ngoài cửa hàng bán linh kiện điện thoại á, mua cái cục pin iPhone cho mình nha. Sau khi các bạn tắt nguồn á, rồi các bạn lấy cái vít đó bạn, vít ba ke, các bạn tháo hai ốc này ra các bạn. Nếu mà trong cái trường hợp mà máy mà các bạn còn ốc á, thì các bạn tháo hai ốc này ra nha. Rồi các bạn lẫy lên, tách cục pin ra nha các bạn. Tách socket pin nè các bạn, cái này là socket pin ha. Các bạn sẽ tách cái cục pin này ra. Các bạn thấy không? Pin nó bị phù nha các bạn, nó phồng nè. Nó phù á, cái không khí bên trong á nó sẽ ép cái màn hình nè các bạn, nó ép cái màn hình xuống. Nên nó sẽ gây ra một cái đốm nha các bạn. Tại vì bên đây cái sườn, nắp sườn các bạn, nó đã giữ rồi. Ốc nó siết lại giữ chặt rồi, nó không cháy được. Nên cái màn hình lúc này á nó bị đội bởi cái cục pin phù này nè. Cái không khí này nó bên trong cục pin nè các bạn. Nó phình to ra nha các bạn. Nó làm cho cái màn hình của mình á nó bị đốm màu xanh nha các bạn. Thì việc của các bạn bây giờ là các bạn chỉ cần ra cái cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động, các bạn mua một cục pin tương ứng cho mình nha. Là xử lý cái cục pin phù này, các bạn thay cục pin mới cho mình nha. Đây cục pin phù nha các bạn. Thay cục pin mới. Các bạn ra các bạn mua một cái cục pin mới nha. Rồi các bạn và các bạn gắn vô máy, các bạn thay là ok. Ở đây sẽ có một số lưu ý nha các bạn. Cái cục pin mới của mình đó các bạn, đây là cục pin ha, còn đây là cáp pin nha các bạn, gọi là cái cáp pin ha, còn đây là cái socket. Socket gắn vào cái socket pin trên mainboard nè các bạn. Đây là nó tiếp xúc với socket của mainboard ha. Ở đây á, cái cáp trước khi mà các bạn ráp vô, các bạn nhớ ép vô nha các bạn. Cái cáp nè các bạn, ép cho chặt vào. Các bạn đừng để nó, thứ nhất là đừng để nó gặp cáp nha các bạn. Hai là đừng để nó đứt cáp nha các bạn. Cái cáp pin này nè, mất công là các bạn nếu mà nhiều bạn á, phải mua cái cục pin mới, hoặc là các bạn có phải câu dây đồng lại. Nên mình nha các bạn nè, cái dây cáp nè lúc đầu là nó không được ấy nha các bạn, không được sát lắm, thì các bạn ép vô nha. Ép cho nó sát vô cái cáp các bạn, ép sát vô cho nó gọn lại nha các bạn. Các bạn nhớ đừng để nó gặp cáp nha các bạn, mình chỉ cần ép vô cho nó gọn lại, rồi các bạn thao tác các bạn gắn vô thôi nha. Nhớ nha các bạn, đừng để cho nó cứng cái gì nha các bạn, trên mainboard nè các bạn, để sát vô được rồi. Nhiều bạn á, có thể lấy bằng keo các bạn, bằng keo hai mặt á, các bạn dán đây nè, rồi các bạn để vô nha. Còn mình là mình không thích ăn dùng băng keo luôn nha. Tại vì lúc đầu bình thường các bạn, là bên đây có mấy lớp keo nè các bạn, keo hai mặt á, mình chỉ cần in vô là nó khít lại nha các bạn. Các bạn lưu ý ở đây á, là cái cáp các bạn, cáp của pin á, nó sẽ được ép sát vô nha, pin luôn, thân pin luôn nha các bạn. Nó không bị đứt, bị cấn gì nha. Cấn là đứt pin mất công, phải các bạn mới mua cục pin mới cho mình nha. Hoặc là các bạn mới cầu di động mất thời gian. Sau khi các bạn ép vô các bạn, rồi các bạn gắn vô socket là vừa là ok nha. Đây các bạn. Gắn vô cho nó xích vô là ok. Rồi các bạn chỉ cần lấy nếu mà ở đây hôm nãy là các bạn có hàng ốc á, các bạn gắn vô ốc cho mình là xong. Kiểm tra cáp nguồn nha các bạn, cái cáp cục pin đó. Và các bạn nha, cái thao tác là các bạn chỉ cần đỡ nghiêng trên này các bạn. Các bạn chú ý cho mình mấy cái ngàm trên đây nè, nó ăn khớp nha các bạn, có khớp trên này nè. Cái thay pin này rất dễ nha các bạn, thứ iPhone rất dễ nha. Rồi các bạn đẩy xuống cho mình là khít đi nha các bạn. Đó, ở đây là hai ống đuôi là các bạn gắn vô là ok ha. Để mình giải thích tại sao mà khi mà pin phù nó cái làm cái màn hình nó có đốm nha các bạn. Trên tay mình đó là một cái màn hình điện thoại, nó được gọi là LCD nha các bạn. Cái tấm nền đó
LCD là tinh thể lỏng. LCD được viết tắt từ của từ là Liquid Crystal Display nha các bạn. Là cái ý nói là cái màn hình đó nó hiển thị bằng tinh thể lỏng nha các bạn. Liquid á, liquid là thể lỏng nha các bạn. Thì ở đây á, nhất là cái các bạn cũng muốn thử nghiệm, các bạn rất dễ. Các bạn ở nhà các bạn có cái máy tính á, máy tính để bàn, máy tính mà tính tiền á, các bạn lấy cái tay á, các bạn ấn vô, khi mà cái màn hình hoạt động các bạn ấn vô cho trên màn hình đó các bạn. Các bạn thấy cái vết mực không các bạn? Là tính chính là cái tinh thể lỏng bên trong các bạn. Ấn vô á là các bạn thấy nó loang mực ra xung quanh cái màn hình, cái vết tay các bạn ấn á. Khi bạn rút tay ra thì nó sẽ trở lại như ban đầu nha các bạn. Là ý đó là bên trong là chất lỏng nha các bạn. Mấy cái màn hình này không phải là tinh thể rắn hoàn toàn nha các bạn, mà có tinh thể lỏng bên trong nha các bạn. Nên các bạn cứ thử nghiệm cho mình á. Cái này cái trường hợp mà pin bị phù nha các bạn, nó pin phù là nó ép, nó giống như cái tay các bạn á, tác động lên cái màn hình trong cái máy tính tiền á. Các bạn ấn vô á, hay máy tính mà cho học sinh mà để tính mấy tính phép tính cơ bản á, các bạn ấn vô là cái màn hình nó loang ra mấy cái vệt mà màu tím nha các bạn. Đó là tinh thể lỏng bên trong nha các bạn. Thì pin phù á nó cũng gây tác động y hệt tương tự như vậy. Nó làm cái màn hình nè các bạn. Cái chiều này nè, ép lên đây nè. Bình thường nó đã như vậy là ok, nhưng mà nó có lực tác động á, nó ép xuống nè, nó ép dày á là cái nó tạo thành cái vệt tinh thể lỏng, là nó giống như cái tay mình tác động vô cái màn hình máy tính tiền á, là nó sẽ tạo vết loang đây nha các bạn. Về sau nếu mà các bạn mà đã lâu quá thì nó sẽ loang loang dần dần nha các bạn. Pin á, pin phù nó sẽ phù càng ngày càng lớn thì vết loang nó càng lan rộng ra. Nên mình khuyên các bạn á, trường hợp mà nhất là màn hình bị đốm á, là các bạn nên kiểm tra cái pin đi trước tiên cho mình nha, coi nó tác động. Thì máy bị đốm á, rất nhiều nguyên nhân, cái màn hình nè nó bị đốm rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất mình đã được kể trên nha các bạn, thứ nhất bị cho bản thân cái màn hình, hoặc là nhất là các bạn bị rơi vỏ, các bạn rơi xuống đất á, rớt xuống đất là nó sẽ xuất hiện cái vệt đốm như thế này nha các bạn. Hoặc là trường hợp mà các bạn đi ép kính á, ép kính là cái do kỹ thuật của mình đó các bạn, mấy bạn kỹ thuật á, làm mà không kỹ á, nó sẽ xuất hiện đốm đây nè các bạn. Rồi bên trong cái điện thoại các bạn, pin phù á, hầu như cái trường hợp này nè, nó sẽ gây ra hiện tượng đốm màn hình nha các bạn. Khi mà các bạn khắc phục xong cái tình trạng pin phù á, các bạn nhìn thấy không, bây giờ cái màn hình sáng rõ như đẹp như lúc đầu nha các bạn, nó không bị đốm nha, đốm vàng bình thường là hôm nay như lúc đầu á. Mình sẽ thấy các bạn thấy cái đôi xuất hiện cái đốm nè, các bạn để ý chú ý thấy là cái đốm màu xanh này xuất hiện ở đây nha các bạn. Nhưng bây giờ cho trong cái máy này là nó hết xuất hiện nha các bạn, ok nha. Khi mà mình đã thay cục pin khác, còn trường hợp mà các bạn mà không có cái điều kiện mua pin liền nha các bạn có thể dùng cái cách mà hướng dẫn sửa chữa pin phù pin phồng trong video clip của mình á, mình đã post rồi nha, các bạn có thể tham khảo nha. Các bạn sẽ làm cái cục pin phù của mình á bị xẹp lại xuống nha các bạn, rồi các bạn gắn lại vô đây, rồi sau đó các bạn tiến hành xài một thời gian ngắn nữa, các bạn có điều kiện các bạn đi mua liền pin mới thay liền cho mình nha các bạn. Là các bạn trong video này mình đã hướng dẫn các bạn đã khắc phục được cái tình trạng mà màn hình có đốm trên cái điện thoại iPhone 4S này nha các bạn. Các bạn có thể áp dụng trong tất cả các điện thoại nha các bạn, hoặc máy tính bảng trên thị trường luôn nha. Nếu mà trường hợp các bạn mà không bị rơi vỏ, các bạn nghi ngờ không bị rơi vỏ không bị gì mà thì xuất hiện cái đốm này nè, các bạn phải để ý cho mình nha. Còn ví dụ trường hợp mà các bạn ép kính và nó bị xuất hiện vết loang này như thế này nè, nhất là iPhone đó, các bạn có thể ra ngoài tiệm, có thể người ta dùng máy ép, người ta ép kính lại nha bạn, ép hơi lại nha. Rồi nó sẽ mất bọt, thứ nhất là mất bọt trong mấy cái còn trong cái màn hình này nè. Cái thứ hai là cái làm vết ố vết đổ bật cái này nè các bạn, nó bị mất luôn nha các bạn, đốm đổ bật mất hết luôn nha. Còn mà trường hợp mà các bạn không bị cái gì á, không bị máy điện thoại các bạn bình thường mà các bạn nhìn thấy cái đốm này, các bạn lưu ý cho mình là có thể pin trong cái điện thoại của bạn á, nó bị phù lên, nó sẽ cấn độ cái màn hình bộ màn hình cảm ứng này nha. Rồi các bạn tiến hành xử lý là sẽ hết cái hiện tượng bị đốm bởi đốm màn hình này nha. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn có ý kiến thắc mắc gì đó, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kết.
Thank you.